Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Q&A số thứ 12, chương trình mà trả lời tất cả câu hỏi của anh em, tất cả những hoài nghi anh em về cuộc sống này và về máy tính. Tất nhiên rồi, máy tính là chính em ạ. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ vẫn có 8 câu hỏi như bình thường. Vừa rồi sẽ có một cái chương trình mang tên là chương trình tư vấn, nó tư vấn cách anh em lựa chọn chiếc cạc trâu cho chính mình. Thì cái chương trình đấy nó mình sẽ không coi đó là một chương trình gọi là kiến thức nhá, đấy không gọi là kiến thức mà đấy gọi là những cái kinh nghiệm của bản thân, những chia sẻ của bản thân khi mà mình mua cạc trâu thôi. Còn hôm nay thì mới là kiến thức này. Rồi, thì câu thứ nhất của bạn Dũng Đinh, bạn đã hỏi là chiếc màn hình LG 29WN600 khác gì với cả chiếc 29WK600? Thì chiếc màn hình này là hai chiếc màn hình đến từ LG, cùng một dòng nhưng mà là khác đời anh em nhá. Khác mẫu năm ấy, thì cái mẫu WN ấy là mẫu của năm 2022, còn mẫu WK là mẫu của năm 2018 anh em nhá. Còn cái mẫu của WN thì sẽ có loa to hơn này, là loa 7W này, so với cả loa 5W của mẫu WK. Và tất nhiên rồi, nó sẽ là một cái mẫu tiết kiệm hơn một chút, dùng ít điện một tẹo, thế nên là mẫu WK là mẫu ok hơn nhá. Và đặc biệt nó là một mẫu mới hơn, thế nên là việc mà kiểu tuổi thọ của nó vẫn còn ít, vẫn còn trẻ, thì chắc chắn rằng cái đường đi của nó sẽ vẫn còn dài, nên là lựa chọn cái mẫu có hơn mẫu WK anh em nhá. Rồi, đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, bạn Sơn Trần Hoài, bạn đã hỏi là ở trong cái video Ryzen 7000 của mình ấy, thì dòng 7000 tản nhiệt có kém không ạ? Thì câu trả lời của mình nhá, là dòng tản nhiệt dòng CPU 7000 ấy thực sự tản nhiệt không kém, mà là do AMD khiến cho nó anh em cảm thấy nó kém. Tại vì tất cả những tester đúng không, tất cả những cái gì mà người ta test ấy thì đều lên 95 độ C, nhưng đấy là cái mức mà AMD đặt nó ở đấy. Nếu mà anh em có đủ điện và đủ nhiệt đúng không, thì chiếc CPU cứ boost lên thật cao, cứ 5.6, 5.7, 5.8, vân vân, nhảy lên thật cao, thật là cao để có thể đạt được mức hiệu năng cao nhất nó có thể. Và AMD bảo rằng là 95 độ C là một cái mức nhiệt độ rất là bình thường cho một chiếc CPU như thế. Và tất nhiên rồi, nó sẽ không hề ảnh hưởng tới cái hiệu năng hay là cái tuổi thọ của CPU anh em. Nhưng mình cảm thấy rằng là nhá, 95 độ thì nhìn trông sợ thật đấy. Đấy, nhưng mà nhá, MacBook đã rất nhiều lần họ để 110 độ họ bắt đầu chạy quạt. CPU nhiều CPU Intel cũng bị như thế. Đấy, đặc biệt là trong những mấy cái kiểu gọi là laptop mà thin and light ấy. Đấy. Và tất cả những laptop của anh em nhá, đa số nhá đều hoạt động, nếu mà khi mà max speed ý, thì đều khoảng tầm từ 85 tới 90 độ C. Thế nên là đây là lần đầu tiên mà một chiếc laptop và một chiếc desktop có thể chạy CPU 95 độ C, nên là anh em hơi đau đầu một tí. Nhưng mà vẫn có cách để cho nó chạy mát hơn anh em nhá, tức là sử dụng PBO2 của AMD để khiến cho CPU vẫn có thể đạt một mức hiệu năng cao đến như thế, hoặc là yếu hơn khoảng tầm vài phần trăm thôi, nhưng một mức nhiệt chỉ khoảng tầm 60 tới 70 độ C. Đấy, cái đấy thì anh em phải gọi là lên trên YouTube để xem thế nào, hoặc có thể sắp tới mình sẽ làm một video gọi là hướng dẫn cách để làm cái đấy nhá. Ok, đấy là câu hỏi của bạn Sơn Trần Hoài. Thì đấy, do 7000 thực sự là tản nhiệt không kém, chỉ là do AMD họ đặt như thế thôi. Rồi, câu thứ ba là của bạn Đây Là Em. Thì bạn Đây Là Em, bạn đã hỏi là em mới mua được chiếc laptop. Có vẻ như đây là câu hỏi ở trong video chiếc laptop MSI Modern đây. Thì bạn bảo là em mua được 2 tháng, không biết bấm lộn gì không mà không vào được Microsoft Store. Đem ra Thế Giới Di Động thì bảo là anh thật bảo là không vô được thì có làm sao đâu. Không có gì thì đem ra kiểm tra làm gì. Bạn nói cũng đúng, cũng chuẩn. Thì cái vấn đề này ấy, thực sự rất là khó để xác định được nhá. Nhiều khi là bạn đang bị tắt Microsoft Store này, bạn đã bị gỡ một cái phần mềm gì đấy này, hoặc là bạn đang bật kiểu tắt update, tắt cài thứ kiểu, hoặc là ai đó nhỡ cài cho máy của bạn kiểu clean, clean các kiểu rồi, khiến cho máy của bạn không vào được Microsoft Store nữa. Thì cái việc mà revert lại, việc mà đổi lại cái vấn đề đấy thì rất là khó. Cái việc duy nhất mà mình có thể gọi là tư vấn bạn làm đó chính là bạn hãy cài Windows nhá. Reset lại cái Windows. Bấm nút Windows này, bấm chữ search chữ reset này thì nó sẽ ra là cái reset this PC, reset cái máy tính này ấy. Thì anh em cứ reset đầy đủ thôi. Và nhớ bấm vào cái option là keep my personal file nhá. Thì nó sẽ giữ tất cả các data cũ của anh em chứ không để nó ở cái thư mục Windows O nữa anh em nhá. Thì đấy, reset kiểu vậy để có thể giúp cho Microsoft Store của anh em hoạt động tốt nhá. Rồi. Câu hỏi thứ tư của chúng ta, ui, cũng từ Modern luôn, cũng là trong video laptop MSI Modern không? Thì bạn Trọng Lý, bạn hỏi là MSI Modern 15 R7 5700U chơi tốt Genshin không ạ? Thì trên chiếc Ryzen 7 5700U này, chúng ta sẽ có một chiếc cạc, đó chính là cạc onboard Vega 8 anh em nhá. Thì Genshin ý, nó có thể chỉ chơi tốt cái cùng với chiếc cạc ấy ở mức setting là low medium thôi, ở độ phân giải Full HD. Còn nếu mà combat thì sẽ thỉnh thoảng tụt hơn một tí, ví dụ cho anh em đúng không? Cứ bấm một phát quy xong bấm hai phát quy, bấm ba phát quy xong bấm bốn phát quy thì thôi đấy, cái lúc đấy thì
đảm bảo là lag lên vô cùng. Thì bạn có thể một là bạn giảm xuống mức setting một chút nhá, thì sẽ giảm mức setting để allow này, và tiếp theo nữa chúng ta sẽ render ở một độ phân giải thấp hơn, ví dụ như là 720p sẽ giúp cho bạn đạt được mức setting là nhìn cũng ổn, còn đâu là được 60 fps bạn nhá. Đấy, thì bạn trọng lý, nói chung là chiếc VK8 này thì cũng khỏe so với trung bình thôi, chứ nói thật thì nó cũng chỉ là một chiếc cáo mod thôi mà, chứ nó không phải là cạc rời đâu đúng không, chơi vừa vừa thôi bạn ạ. Rồi, thì câu hỏi thứ 5, bạn bảo là sao nhiều bạn hỏi trong MSI Modern thế? Chiếc laptop MSI Modern này thì bạn Huy Đức hỏi là dùng AutoCAD hay SolidWorks trên laptop này có ổn không ạ? Thì mình trả lời bạn là bất kỳ chiếc laptop nào, bất kỳ chiếc máy tính nào đều có thể sử dụng được là SolidWorks, AutoCAD, Premiere Pro, Photoshop, vân vân rất nhiều thứ. Nhưng mà mình đánh giá nhá, theo rất là nhiều review và một số bạn sử dụng rồi ấy, thì chiếc laptop này có thể sử dụng được AutoCAD này, SolidWorks này, nhưng ở mức setting nó, tức không phải là mức setting mà là kiểu anh em sẽ cảm thấy nó không được mượt cho lắm ấy, nó không được mượt mà đến vô cùng ấy, tại vì nó không có CUDA này, nó chỉ có OpenGL này, nó không có cái phần mềm hỗ trợ này, nó chỉ là sức mạnh thuần của chiếc CPU và chiếc màn hình này, thế nên là cái hiệu năng nó không được tốt cho lắm. Nhưng mà nếu mà bạn vẫn sử dụng được, hoặc là bạn đang sử dụng những chiếc laptop cũ hơn hoặc những chiếc máy tính cũ hơn ấy, thì chiếc laptop này có thể chấp nhận được nhá, chiếc MSI Modern vẫn có thể chấp nhận được khi mà sử dụng được hai cái dụng cụ đó. Nếu mà bạn sử dụng, nói chung là mình sẽ cảm thấy rằng là sẽ đáp ứng thì thôi. Nếu bạn kiểu đang học sinh sinh viên ấy thì rất là ok. Những cái project của bạn cũng không, mình nghĩ rằng là cũng sẽ không quá là lớn như thế đâu, thì vẫn sử dụng được trên chiếc laptop MSI Modern này nhá. Tiếp theo câu thứ 6 thì của bạn Phúc Nguyễn. Bạn Phúc Nguyễn đang comment ở trên video là video mang tên xuất lên màn hình chơi TV. Xuất màn hình từ điện thoại lên máy tính. Ok. Thế thì mình đang xài iPhone thì dùng dây nào để kết nối với màn hình để chơi game? Thế thì ở trong giới của Android đúng không, nó rất là đơn giản, mua hub nào cũng được, mua cái hub mà có xuất hình là ok. Những cái điện thoại thì đa số những cổng taxi thì đều hỗ trợ xuất hình rồi. Thế thì còn với Apple ấy thì nó lại khác một chút anh em nhé. Nếu mà được chuẩn nhất thì bạn hãy sử dụng cho mình ở trên một cái hub này là hub chính hãng của Apple, mức giá thì nó hơi cao đấy, nó là cái hub từ Type-C sang Lightning bạn nhá. Thì cái hub đấy sẽ giúp cho bạn có thể xuất hình lên trên cái máy chiếu, nhưng mà chỉ với máy chiếu HDMI thôi nhá. Còn nếu mà cái cổng máy chiếu VGA ấy, thì lại phải mua cổng từ HDMI sang VGA nữa thì mới có thể biến đổi được. Thế còn nếu mà không, bạn cảm thấy rằng là cái hub đấy nó quá tầm tiền của bạn ấy, tại vì cái hub đấy tầm triệu mấy ấy, thì bạn có thể hub đổi sang hub của Venson hay là mấy cái hub của các hãng Basurg ấy, hy vọng là họ có. Thì mình chưa có kinh nghiệm sử dụng hub đó, còn với cái hub của Apple ấy thì mình đã kiểm tra rồi, mình đã test rồi và hub đấy hoạt động một cách hoàn hảo luôn. Còn hub ngoài thì mình chưa có kinh nghiệm lắm, thì bạn có thể đem ra các cửa hàng có bán những loại hub đấy và thử xem thế nào nhá. Còn thực ra thì đồ Apple mà, nói chung là cũng có một vài thứ nó bất cập một chút, nhưng mà không sao, những đồ chính hãng thì hoạt động rất tốt. Nên là bạn Phương Nguyễn cứ mua đồ chuẩn hàng nhá. Rồi, câu hỏi thứ 7 của bạn Hiệp Shelter. Bạn có thể tư vấn giúp mình con nào dùng CAD ok cộng chơi game như là Thiên Long 3D ok chút được không? Ok bạn nhá. Thì để có trải nghiệm tốt nhất nhá, bạn nên kiếm cho mình một chiếc Quadro. Tại sao? Chiếc Quadro thì bạn sẽ được hỗ trợ 100% phần mềm. Mình biết rằng là GeForce đúng không? GeForce thì hiệu năng giá tiền cao hơn này, mức cạc thì nhiều này, dễ mua này, vân vân và vân vân. Nhưng mà nó lại, cái driver GeForce của nó ấy, thì nó lại không hỗ trợ 100% so với cả những cái phần mềm. Nhỡ đâu có những cái kiểu những cái lỗi vặt này, những cái va vẩn của SolidWorks, của AutoCAD, của các thứ kiểu mà nó chưa có trên driver của Game Ready Driver thì sao? Đấy, thế nên là việc mà sử dụng Quadro là hợp lý hơn rất là nhiều. Nếu anh em lên những cái website như là Solid Puget System nhá, họ là một cái gọi là công ty chuyên gia dựng server dành cho rất nhiều các công cụ khác nhau, server về gọi là NAS này, server về render này, server làm CAD, server làm effect, server làm Premiere, vân vân và vân vân. Và họ recommend anh em là nên mua một chiếc card Quadro, bởi vì driver của Quadro sẽ hỗ trợ 100% cho những phần mềm làm việc nhá. Còn nếu mà anh em kiểu không có nhiều tiền quá ấy, thì anh em có thể mua RTX, nhưng mà cố gắng mua RTX mới nhất nhá, đừng mua RTX cũ, tại vì mới thì sẽ có những cái 3D mới này, nhưng có những cái ray tracing mới này, tensor core mới này, đấy, nhiều thứ linh tinh lắm, hoặc là NVENC core mới, nhiều thứ các kiểu lắm, nên mua cả mới nhất nhá. Nếu mà không chọn cả Quadro thì hãy chọn cho mình một chiếc card RTX GeForce mới nhất. Còn AMD thì thôi, né tạm, tại vì là card AMD hoạt động không tốt lắm trong các môi trường làm việc. Chơi game thì được, nhưng mà làm việc thì no hope. Rồi, và câu hỏi cuối cùng
lại lại trên laptop, chiếc laptop đấy thì lại trên laptop một đồng 15. Thì bạn Minh Dương Trinh, bạn bảo là làm edit video đồ họa cơ bản trên i5 có ok không? Đấy là còn tùy vào cách bạn xác định cơ bản là gì. Nếu mà bạn làm cơ bản theo kiểu gọi là chỉ edit Full HD, phải không? Làm kiểu Full HD 30, 60 gì đấy, timeline của bạn chỉ có 30, 60, một hoặc cùng lắm là 3 clip là cùng. Thế 3 clip hoặc là nhiều lắm là 4 layer đi. Và bạn không dùng hiệu ứng gì cả, bạn không có stable warp, stabilizer, hay là bạn chỉ chỉnh gọi là màu tí thì rất ok nhá, i5 có thể cân được. Còn nếu mà bạn bảo là cơ bản của bạn ấy là 4K 60 frame footage của Blackmagic hay là Sony A73 thì thôi, còn laptop i5 này không thể cân được đâu bạn nhá. Đấy, lúc đấy thì bạn cần một cái máy bàn. Những chiếc laptop ấy chỉ dành mục đích cho gọi là làm việc lung tung thôi. Còn nếu mà ai muốn làm việc thực sự ấy thì người ta luôn lựa chọn cho mình một chiếc máy tính bảng bạn nhá. Rồi, đó là tổng cộng 8 câu hỏi trong ngày hôm nay, chương trình Quyền Này số 12 của chúng ta. Thì nếu mà anh em có câu hỏi nào khác, hãy đặt dưới comment nhá. Đợt đấy mình sẽ cố gắng, đầu tiên là tất nhiên rồi, khi mà mình viết cái bản ấy, mình sẽ vừa trả lời các câu hỏi của các bạn và đồng thời mình cũng sẽ trả lời trên chương trình này luôn. Thế để giúp cho các bạn có thể nhận được câu hỏi một cách sớm nhất, vì cứ cuối tuần mới có câu hỏi cơ mà. Hoặc là cuối tuần của 2 tuần cơ thì mới có câu hỏi. Còn đâu thì bạn nếu mà bạn cứ đặt câu hỏi là mình sẽ trả lời luôn thôi khi mình viết cái bản này. Nên là bạn cứ đặt nhá, thoải mái. Về vấn đề về laptop này, CPU này, về RAM, về mainboard, về tất cả thứ liên quan tới cả máy tính thì mình sẽ đều có thể trả lời và giúp các bạn tìm hiểu được cội nguồn của vấn đề nhá. Rồi, nói chung là cảm ơn anh em đã xem video này. Hẹn gặp anh em tại một video khác nhá.